In that lesson, you learn about nouns, and there are two types of nouns. The first is countable noun, danh từ đếm được. Thế thì bạn nào có thể cho cô biết như thế nào được gọi là danh từ đếm được không? Who can? Raise your hand. Thế bike please. Còn được có là cái nhớ các vật có à, các vật chứ có gì nữa, có gì nữa, em có thể bổ sung gì nữa? Dạ không. No. Another, can you? Đếm được cụ thể, danh từ đếm được. À, Quỳnh Chi please. Em thưa cô, đó là danh từ đếm được là những danh từ chỉ ngơi sự vật và hiện tượng. Excellent. Excellent. Danh từ đếm được là những cái loại danh từ đếm được cụ thể đấy. Cụ thể, đúng không? Bao nhiêu đó. Thế thì trong danh từ đếm được thì nó có, chúng ta sẽ chia làm hai loại danh từ. Đó là danh từ số ít và danh từ số nhiều. Thế thì danh từ số ít là gì? Singular nouns. Singular nouns, danh từ số ít là chỉ có bao nhiêu các bạn? Only one. Chỉ có một. Okay, excellent. Dùng để gọi tên của một người, một vật, một việc hoặc một khái niệm nào đó. Chỉ có một. Và cái danh từ số ít này nó đứng trước một mạo từ, đó là a và an. A và an. Mạo từ a an đứng trước danh từ số ít. Có cần ghi vào không con? Những cái này định nghĩa thì không cần ghi ạ, bạn chỉ cần ghi này. Singular nouns, danh từ số ít. Ghi cho cô cái một bài như vậy và bạn xuống dòng ghi nó đứng trước, nó thường có mạo từ ở phía trước. Nên là trước danh từ là có mạo từ đấy. Có mạo từ a và an ở phía trước. Have you finished? Bây giờ bạn nào, bạn ghi xong bài rồi phải không ạ? Chúng ta xong rồi, chúng ta giơ tay lên, raise your hand để cô biết bao nhiêu bạn xong rồi để cô tiếp tục nào. Ok. Chưa cô ạ. Ok, em cứ tiếp tục ghi đi. Danh từ số ít và nó có mạo từ ơ và ân đứng trước nó. Mạo từ ơ, ân đứng trước nó. Mười bàn xong rồi. Mười bảy rồi, ok, quickly.
Có cái tên của bạn nào mà dùng đấy có admit 0439 hay là bạn nào để có đổi tên này? Anh Bảo. Anh Bảo à? Dạ. Okay. Samsung này là bạn nào? Samsung. Samsung S M này của ai đấy? Của đâu anh Minh ạ? Anh gì em? Anh Minh à? Dạ. Samsung à 032F này là của ai? Samsung A03F này là bạn nào? Quickly. 12-3 bạn sống à? Nhưng bạn khác nào? Cách nhanh đấy ạ. Sống rồi cô. Ok. Thế thì bạn nào có thể cho cô biết màu từ ơ thường đứng trước danh từ số ít bắt đầu là từ gì? Từ cái gì? Hay là khi nào danh từ số ít sẽ đứng sau màu từ ơ? Có ai biết không? Các bạn biết xong rồi là cho chúng ta hạ tay xuống nào. Hạ tay xuống ạ. Để những bạn phát biểu chúng ta hãy giơ tay lên cho cô nào. Nhưng ai biết nào? Màu từ ơ đứng trước danh từ bắt đầu là chữ cái nào? Who can? Anh Quân, can you? Anh Quân? No. Who no? No one know? Không ai biết à? Màu từ ơ nó thường đứng trước danh từ bắt đầu là một phụ âm. Nó đứng trước danh từ này bắt đầu là một phụ âm. Do you know about phụ âm? Trong bảng chữ cái tiếng Anh của chúng ta đấy, nó có 26 chữ cái. Thì trong đó có 21 phụ âm và 5 nguyên âm. Do you know? Thì 21 phụ âm là nó tương ứng với bảng chữ cái tiếng Việt thì nó có 26 chữ cái tiếng Anh. Thì có những chữ cái là nó không thuộc vào bảng chữ cái của tiếng Việt. Và nó cũng có những cái chữ cái mà ở tiếng Việt chúng ta bỏ dấu đi thì nó trở thành một chữ duy nhất. Example, á, á, ớ. Thì chỉ còn lại bỏ dấu đi, tiếng Anh không có dấu. Vì vậy nó chỉ còn là chữ A. À, tương tự như vậy là dơ, đơ. Thì nó bỏ dấu đi chỉ còn lại là chữ dơ. Vì vậy trong bảng chữ cái tiếng Anh là còn có 26 chữ cái. Thì nó có tần 21 phụ âm. 21 phụ âm. Example, a bust, a mouse, a tooth, a knife, a foot. Thế thì những cái phụ âm b, m, t, k, f được gọi là phụ âm. Nó sẽ đứng có màu từ ơ đứng trước cái danh từ đó. Thì chúng ta ghi cái dòng ơ đứng trước danh từ bắt đầu là một phụ âm. Who can read the word for me? Mà nó có thể đọc cho cô những từ này không? Raise your hand. Ích anh please, can you? Yes, teacher. A bus, a mouth, a tooth, a knife. Of course. Excellent. Another. Another. One more. One more. My turn, please. Dear teacher, a bus, a mouse, a tooth, a knife, a foot. Well done. And one more. Phương Nhi, can you?
Dear teacher, a bird, a mouse, a tooth, a knife, a foot. A foot. Excellent. Right. And continue. An. Do you know about an? Thế thì ơ nó đứng trước danh từ bắt đầu là một phụ âm. Thế thì an nó đứng trước danh từ bắt đầu là một gì? Who know? An đứng trước danh từ bắt đầu là một gì? Nguyên âm. À, nguyên âm. So can you say me how many? Nguyên âm. How many? Do you know? Who can? Raise your hand. Nguyên âm, nó mà nó có thể liệt kê cho cô có bao nhiêu nguyên âm? Đó là những nguyên âm nào? Raise your hand. No one know. Uh-huh. Okay, you write down, please. An, nó đứng trước danh từ số ít, bắt đầu là một nguyên âm. Thế thì có trong bảng chữ cái có bao nhiêu nguyên âm? No one know. Không mà nó biết à? Ok, có bạn nào mà có cái tên admin này, admin này? Admin oán này là bạn nào? Nói tên để cô đổi tên để cô gọi nào. Admin oán này là bạn nào? Anh Đức, please, can you? Em có là có tất cả là 5 nguyên âm. What are they? Đó là U, E, O, A, U. Mm-hmm. Excellent. There are five over. They are A, E, I, O, and U. A, E, I, O, U. Có 5 nguyên âm ạ. Ừ. A, E, I, O, U. Thế thì khi những cái danh từ số ít mà nó bắt đầu là chữ cái A, E, I, O, U thì chúng ta sẽ điền ân phía trước. Chúng ta sử dụng ân ở phía trước nó. Example. An apple, an asp, an engineer, an eraser. Who can read for me? Who can read your word? Raise your hand. Read your word. Phương Nhi, can you? Dear teacher, an apple, an asp, an engineer, an engineer, an eraser. An engineer. Now read again. An engineer. An engineer. Okay, excellent. Another. Who can? Khánh Huyên, please. Your teacher. An apple. An ox. An engineer. An tree. An engineer. An engineer. An eraser. An eraser. Excellent. Another. One more. Anh Kiệt, please. Anh Kiệt, can you read the word? Em thưa cô là anh. Cô nhắc các bạn bật cam lên cho cô nhá. Nhắc các bạn bật cam để cô xem bạn học như nào nào. Cô nghiêm túc học để ghi bài không nào? Tập đọc đi ạ. À, khi ghi bài. Có, con bật cam nó được cậu. À, không bật cam được à? Dạ. À. Để cô xem nào. Không sao. Khi nào quên, khi nào chỉ kiểm tra tiếng, quên kiểm tra cam nữa này. Ấy có một số bạn bật được bình thường mà bật được cả bạn bật bình thường nó. Ok. Em thưa
Em thưa cô là lên đọc chữ cô mang em hơi lạ. Mang anh hơi lạ. Ok. Anh Thư, can you read your word for me? Các bạn bật cam lên đi ạ. Anh Thư, can you? No. Khi các bạn mà chưa đọc được á, là nghe bạn mình đọc là mình ngồi mình nhẩm đọc theo nhá. Nhẩm đọc theo. Và khi bạn cố gọi tới là bạn cố gắng đọc sai đâu ta sửa. Mà bạn đọc không bằng đây đi ạ. Sai ta sửa. Quỳnh Chi, please. Raya, teacher. An apple. An owl. An engineer. An eraser. Eraser. An eraser. An eraser. Excellent. One more. Một bàn nữa nào. Cứ đọc bình thường các bạn ạ, đọc sai ta sửa không bạn đây gì cả, mà một trải nghiệm mà những bạn khác nhá, cô không gọi tới là vì không thể gọi hết được thì các bạn nhầm đọc theo, cố gắng đọc to lên, đọc phát âm rõ ràng từ đó. Anh Tuấn, please. An apple, an earth, an eraser, an engineer, an engineer. Excellent. Nguyễn Hương, can you? Yeah, teacher. An apple, an oath, an engineer, an eraser. Well done. Bạn Hương phát âm rất là tốt. Thế thì chúng ta tiếp tục nhé. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn vào cho cô nào. Chúng ta đã biết này. Đứng trước một danh từ bắt đầu là một phụ âm. Ân đứng trước danh từ bắt đầu là một nguyên âm. Thế bây giờ cô có cái bảng từ như thế này. Thì em xem và điền cho cô. Xem thử em sẽ điền màu từ gì? Hay ân. Em điền màu từ gì? Thì em có thể đưa vào hộp chat đánh số từ từ nào. Để cô kiểm tra xem nào. Em điền trong hộp chat rồi không ạ? Có số 7 là gì được cô? Số 7 là điền chữ gì á hả? Hay là từ nào? Có kẹo số. Số 7 không nhìn rõ không em? Ai có đáp án đó các bạn có thể đưa vào hộp chat đi ạ. Rồi em có biết dùng hộp chat không? Anh Kiệt xong chưa? Ok, anh Tuấn. Ok. Anh Tuấn, nhưng bạn khác các bạn bật cam lên có xem nào, bật cam lên để có kiểm tra xem bạn có làm bài không. Em chỉ cần ghi đáp án ân hay ơ là được ạ, chứ cần ghi chữ 6 nhá. Well done, rất nhiều bạn có đáp án rồi. Rồi. Rồi, anh Tuấn, anh Đức, Văn Sang, Phương Nhi, Quỳnh Chi, Nguyễn Hương, Hoài Anh. Hoài Anh ghi cả bảy tư đi em ơi. Văn Long, ghi cả bảy đáp án luôn mới gửi luôn nhá. Văn Minh, ok. Đức Bảo,
Anh Kiệt, bệnh thể Bách. Well done. Rất là tốt. Một số bạn rất là tích cực. Các bạn cố gắng đi ạ. Ngọc Anh, Đình Phong, Anh Bảo. Ok. Trần Sang. Very good. Ôi Trần Sang, tại sao không? Trần Sang bật mic lên cô gặp tí nào. Trần Sang, tại sao Trần Sang 7 đáp án đều điên ân vậy? Trần Sang ơi, Trần Sang nhắc lại cho cô xem không? Trần Sang bật mic lên cô gặp tí nào. Đâu rồi nè. Dạ cậu. Tại sao em đi điên cả 7 cái đáp án đó là điên màu tư ân cả vậy? Chà, em có thể nhắc lại cho cô khi nào dùng ân không? Hả? Em có thể nhắc lại không? Em cứ nói thoải mái đi, không sao đâu. Còn nếu mà chúng đúng thì tốt, mà nếu sai có sẽ sửa, không vấn đề gì cả. Em cứ nói suy nghĩ của mình đó. Rồi mấy cái bạn này, bạn Việt Hải, Thánh Hải, Anh Thơ, tại sao không bật được cám em? Cám nó hư à? Anh Thơ? Ok. Ôi, cô nhắc nhá, khi chúng ta học này, chúng ta cố gắng tương tác với cô. Mà cô gọi tới, nếu mình chưa biết là mình phải bật mic lên, nói thưa cô, em đã còn suy nghĩ. Em chưa biết chẳng hạn. Mình phải nói nhưng cô gọi mà cứ tắt mic rồi ngồi im là không được. Để cho cô biết bạn có hiểu hay không. Mà nếu bạn chưa hiểu thì bạn nói em chưa hiểu. Để cô giải thích tiếp. Bây giờ bạn... được rất nhiều bạn có đáp án rồi, như chỉ có bạn lúc nãy là bạn đó là chưa hiểu đúng không, bạn răng đam bạn Trần Sáng đó, chưa hiểu lắm về cách dùng ơ ân. Còn hầu hết các bạn đã Ngọc Anh, Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh bật mic lên cô gặp nào. Ngọc Anh, đâu rồi? Dạ. Ngọc Anh có hiểu cách dùng cái màu tự ơ và ân đứng trước danh từ không? Em cứ nói thoải mái đi, em đã hiểu chưa? Dạ chị. Rồi, rất nhiều bạn đã có câu trả lời rồi, nhưng mà một số bạn là điên, cô thấy đáng điên nguyên ấm và phù ấm đấy. Thế thì có nghĩa là một số bạn là cũng chưa hiểu lắm, do cô nói nhanh quá. Thế thì bây giờ nhá, chúng ta nhìn này. Ở đấy á, khi nào chúng ta đã học, nó đứng trước một danh từ số ít, bắt đầu là một phù ấm. Con ân nó đứng trước danh từ số ít và cái danh từ đó bắt đầu là một nguyên âm thì có năm nguyên âm. Ví dụ như chúng ta có bốn cái ví dụ. Apple, os là chữ A, chữ O, chữ E và chữ E là nguyên âm. Vì vậy chúng ta phải dùng ân. Thế thì cô mới đưa một cái bài tập có 7 cái từ này. Thì bạn xem này, cái từ này nó bắt đầu là chữ gì? Có thuộc vào năm cái nguyên âm không? Nếu nắm nguyên âm thì chúng ta sẽ điền ân. Nếu không phải thì chúng ta sẽ điền ơ. Nếu như theo cách chúng ta đang học, phải không ạ? Thế thì một số bạn ở đây đã có câu trả lời của mình gửi vào hộp chat. Thì bây giờ cô sẽ gọi một vài bạn để giải thích tại sao mình điền như vậy. Number one.
Who can? Number one, raise your hand. Raise your hand. Anh Đức, please, can you explain? Yes, teacher. Mình có là Nguyễn Âm. Nguyễn Âm gì? Nguyễn Âm ăn. Nguyễn Âm không, cái từ này, dành từ này bắt đầu là Nguyễn Âm gì? Bắt đầu là Nguyễn Âm ú. Excellent. Vì vậy chúng ta sẽ dùng màu từ là ăn. Well done. Thank you. Continue. Number two. Number two. Ngọc Ánh, can you? Ngọc Ánh đó. Ngọc Ánh thử nói xem Ngọc Ánh có hiểu không đó? No. Tuấn Ánh, please. Tuấn Ánh. Okay, Văn Sang, can you? Yeah, teacher. Tại vì đựng trước nọ, à đựng sáu nọ là một phụ ấm. Phụ ấm gì? Phụ ấm F. Nên chúng ta sẽ đến gì ạ? Ta sẽ đến ở. Excellent. Thank you. Vì chữ này là chữ asked. Rồi, number three. Who can? Number three. Anh Tuấn, can you? Ấn. Why? Tôi có ú có. À, từ này bắt đầu là chữ ú. Là một nguyên âm. Nên là Tuấn, anh Tuấn sẽ dùng là Tuấn Ánh này. Là sẽ dùng ân. Có đúng không? Thế thì ai có ý kiến khác ngoài bạn anh Tuấn không? Ai có ý kiến khác không? Anh Đức, please, can you? Anh Đức có là ân. Why? Bởi vì là đứng trước nó là một phụ, là một nguyên âm. Ok, là một nguyên âm. Thế thì bây giờ này, các bạn là thấy cái chữ university nó bắt đầu là chữ, chữ U, nó là một nguyên âm, vì vậy bạn điền màu từ ân. Nhưng cái từ này nó được phát âm, không phải là âm U. Nó đọc này, ví dụ nhá, từ số 1 cô đọc này, uncle, uncle là chữ A. Nhưng mà số 3 cô đọc này, university, university. University. Vì vậy cái chữ U ở đây nó được phát âm ra âm diu. Âm diu là nó là một phụ âm, nó không phải là nguyên âm. Nên chúng ta không thể dùng ân ở đây được. Chúng ta sẽ dùng màu từ gì? Diu là một phụ âm, vì vậy chúng ta dùng màu từ gì? Hải Thánh, please. Hải Thánh, can you? No. Đinh Phong. An. Okay, thank you. Từ đây là từ đặc biệt ạ. Nó mặc dù là chữ U nhưng mà không phát âm chữ U, nó phát âm ra chữ diu là một phụ âm, vì vậy chúng ta phải dùng màu từ ơ. Number four. Okay. Number four. Who know? Nguyễn Hương, please. Dear teacher. Oh. Why? Được trước nó là phụ âm. À, phụ âm gì? Phụ âm hát. Okay, phụ âm hát. Thế thì em có đọc được chữ này không? Dạ có. Chữ này em đọc như nào? How? 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 Not right. Who know? Có ai biết cách đọc từ số 4 nào? Raise your hand. Phương Nhi, can you? Teacher, hour. Hour, excellent. Thế thì cái từ em vừa phát âm nó bắt đầu là âm gì? Phương Nhi? Âm ấu. Âm ao, âm ao, ao.
Ao là một ấm a. À. Thế Liên là nguyên âm hay phụ âm? Nguyên âm. À, thế thì em sẽ điền màu từ gì? Điền teacher un. Well done. Un. Bởi vì cái chữ này ấm hơ nó bị câm, nó không phát âm. Chúng ta đọc là un ao. Un ao. Nó không có ấm hơ này. Ấm hơ này bị câm đi. Vì vậy chúng ta sẽ điền là un. Number 5. Continue. Number 5. Trăng sáng, please. Can you? A student. A student. Why? Vì sao trăng sáng này điên ơ? Có... Có tư gì này? Phụ âm gì? Phụ âm gì à? Cái từ student bắt đầu là phụ âm gì? Yes. Excellent. Thank you. A student. Number 6. Who knows? Khi con cũng dạy thành viên đó. Number 6. Rồi giờ hen, nhưng tôi bảo mấy câu trở đi trở lại có anh Tuấn Linh Phong với anh Đức này hay giờ tại teacher. Việt Hải, please. Có cho em đi vệ sinh đấy. Ồ, đi vệ sinh nhỉ, tưởng là phát biểu. Ừ. Anh nói giờ. Bạn Minh, can you? Mà em được cố là ấn. Why? Em được cố là vì chữ U đứng sau là một nguyên âm. Ok. Chữ U là một nguyên âm. Vì vậy là em sẽ dùng ấn. Đó là em đã hiểu rồi đấy. Nhưng mà ai có câu trả lời khác không? Có ai biết cách đọc từ này không? Có ai biết cách đọc từ số 6 này không? Who know? Em có. Quên chị, please. Anh Minh. Em thật có là uniform. Uniform. Thế thì nó bắt đầu là chữ gì? Quên chị. Yeah, nó bắt đầu là chữ ý. Chữ dây. Nó chữ dây. Nó chữ gì? Là một nguyên âm hay phụ âm? Là nguyên âm. Là nguyên âm à? Diu. Diu là một nguyên âm à? Uniform. Diu này nó là giống như university. À, là âm giấy đấy. Chữ giấy. Nó không phải là một nguyên âm. Nó là một phụ âm. Vì vậy chúng ta phải dùng là a, not an. Chữ này từ đặc biệt ạ. Từ đặc biệt. Number 7, the last word. The last word. Anh Thơ, can you? Dạ, em được cố là khi nào em mang em bị lạc chứ em mới vào lại được ạ. Thank you, anh Thơ. Anh Kiệt, please. Em thừa câu là dùng ấn. Why? Bắt đầu. Vì từ này bắt đầu bằng nguyên âm mũ. À, em có thể phải đọc từ này không? Umbrella. À, umbrella. Excellent. An umbrella. À, thế thì mà có thể bạn nhìn thấy là một nguyên âm hoặc là một phụ âm, nhưng vào từ đứng trước nó không phải luôn là ơ hoặc ẩn. À, thế thì nó có ngoài lề đấy các bạn ạ. Thế thì bạn ghi cho cô từ ngoài lề này. Thứ nhất đó là
A university. A university. An owl. An owl. A uniform. Ghi cho cô ba từ này vào vở để cho nhớ. Còn những từ còn lại nó theo quy luật ta học rồi thì không vấn đề gì. Nhưng mà ba cái từ này nó đặc biệt. Mặc dù nó là chữ O nhưng phải điền ở. Mặc dù nó là chữ H nhưng phải điền là an. A university là một trường đại học. An hour, một giờ đồng hồ. Và a uniform là... Có cái tên university có viết sai không? University là trường đại học. Sai cái chữ city có. Uniform là đồng phục. Chúng ta ghi ba từ nữa vào cho vào vở đi ạ, cho nhớ ạ. University là trường đại học là đúng rồi, chứ sai đâu. Cô sai cái bơ mà ép là tên city. City là thành phố à, không phải đâu ạ. Đó là thành phố, còn đấy là trường đại học mà. Thế thì ở đấy nhá, cái từ này tại sao mà nó lại phản ứng này, cô lấy cho bạn một ví dụ này. Bạn nhìn vào cái từ điển người ta đưa ra đây này, bạn xem nhá, để cho biết tại sao mà nó phải ra điền ơ chứ không phải là điền ân. Đây bạn xem nhá. Đây, cô đưa cái từ đại học mà bạn đang nói nghĩ nó sai vào đây. Đấy, thấy chưa? À, đây từ này này. University. University, đấy ạ. Đây, bạn thấy nó bắt đầu là chữ U. Nên nó sẽ dùng với màu từ là ơ. À, đấy ạ, từ điển nó ghi rất là rõ. Bạn nhìn thấy trên màn hình không? Có nhìn thấy trên màn hình không? Có ạ. À, đấy. Đó, nó bắt đầu là chữ dìu đấy, các bạn ạ, phiên âm thế này. Đây là chữ dây là một phụ âm. Vì vậy nó sẽ điền là ơ. À, hay là từ khác nhá, từ này này, từ ảo. À, này. Đấy, từ ảo nó bắt đầu là chữ A, phản âm này. Đó, vì vậy nó sẽ dùng màu từ là ơ, ân. À, nó không đọc âm hơ. Âm hơ này là bị cấm, nó không phát âm. Hay là từ uniform. À. Từ này là nó bắt đầu là phụ âm dây. Vì vậy chúng ta cũng dùng màu từ là ơ, not an. Ok. Đó, ghi vào đi ạ. Ghi má từ đó vào ạ. Thì các bạn đã hiểu cách dùng ơ và ân trước danh từ số ít chưa? Rồi. Hiểu rồi, chúng ta thả cho cô một tím nào. Cô xem nào. Thả tím cho cô xem nào. Để cô xem bao năm chưa hiểu nó. Ai hiểu rồi chúng ta thả tím ạ. Chỉ có ba từ này là ngoài lề, con nữa nó theo quy luật ạ. Bạn... Rồi, ok. Chúng ta thả tím nha, có biết cách thả tím chưa? Rồi. Rồi, thả ai hiểu rồi thì thả tím cho cô xem nào. Rồi, vâng. Ông ná hiểu chưa em? Em có đó rồi. Ok, thầy thả tím lên. Ok. Rồi, thank you. Đấy. Có nhiều bạn đã hiểu rồi. À. Bây giờ câu hỏi này, có ai cần có giải thích lại không? No one? Thế thì chúng ta sẵn sàng làm bài tập rồi phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập nhé.
để kiểm tra xem chúng ta đã sử dụng được ở và ẩn trước danh từ số ít hay chưa. Chúng ta sẽ làm bài tập đó là trên Azta. Bạn sẽ vào, cô sẽ gửi đường link cho bạn vào để làm bài thi ở trên Zalo. Bạn vào Zalo ấn vào bài đường link để vào làm bài. Thì bạn vào làm bài, bạn viết tên của mình và số báo danh nhá, số báo danh của bạn để cô biết bạn được bao nhiêu điểm. Cô sẽ gửi vào Zalo cho chúng ta. Sorry. Vâng. Thầy có gửi đường link xin lời nhé. Tôi... Cậu ơi, gửi 45 chat cho em với. À rồi, cho cô tí. Đang chờ cô tí nhá, cô lại ít khi bay thí cái đó nhá. Có các em vào Zalo để lấy và cô gửi vào học chat nữa nhé. Các bạn vào học chat để lấy đường link để chúng ta vào làm bài. Chúng ta thấy đấy chứ. Vào được chưa? Bạn khảo bài thấy là mấy con? Một, em bài số 1 đi.
Em thưa cô, mất khẩu là gì vậy cô? Một cái mà em ấn số một mà. Thoạt ra là máy thủy à cô? Em thử ấn vào đó, nó chạy đến cái máy thủy đó, em làm cái bài đó là được. Cô ơi, mất khẩu ráng rồi cô. Ấn số 1 em ạ. Ai mà không vào được trên Zalo thì em vào hộp chat lại cũng được, là hộp chat có đường link của người trên hộp chat phải phải phát ra Zalo đấy. Bạn vào hộp chat mà lại đường link. Em hộp chat được cho cô. Có cô gửi cho em đấy chứ, em vào lại đi. Đó. À, đấy. Em ghi tên và ghi số bao nhánh của anh để có biệt điểm nhá. Có ai không vào được không? Em vào được không cô? Ai vào được rồi thì ấn số 1 để vào mật khẩu nhá. Thì vào là thế thôi, chọn A B sẽ chọn A B đấy. Nhớ là khi bạn vào được thì bạn làm bài của mình viết tên và số bao nhánh. Em đã thấy bài thi của mình chưa? Sao bốc dạy mà bữa cô mở cặp cho em đó. Đã ai làm được bài chưa? Ai không vào được thì nói để cô bài cách làm nhá. Cô ơi, cô có lên dành nó vậy cô? Cái số đằng sau số thứ tư của em mà nó ví dụ như bảo án 42 rồi đấy. Anh Quân 17 đấy, có nghĩa là ghi cái số có dành nhờ cho cô để cô lấy điểm cho dê. Có em chỉ có số bao nhánh thôi. Em tên gì? Đâu anh Minh có. Anh Minh à? Dạ. Anh Minh thì có xem không? Anh Minh số 15 em ạ. Số mới không có. 15, 15. Dạ, dạ. Em vô được cô. Không vô được à em? Dạ. Trời, không vô được thì nếu như cả em thử vào lại xem sao. Mà nếu không vào được, cô sẽ gửi hình ảnh bài tập ở trên. Em chỉ cần ghi đáp án vào vở và chụp cho cô để cô chấm điểm. Nhá, chậm chỉ cần ghi đáp án em điền đi là được. Em vô lại thôi là được. Cũng được. Được. Ừ. Bạn nào mà không vào được thì cô sẽ gửi bài làm ở bài D và bạn sẽ ghi vào vào vở đáp án ABCD đấy. AB để cô chấm gửi Zalo riêng cho cô. Được gửi lên nhóm.
Có sợ bước dạy con mà em. Con tên gì? Con Ánh Bảo. Ánh Bảo à? Ánh Bảo số 14. Nếu không vào được thì chúng ta vào Zalo lấy đề và ghi đáp án một chọn ân hay ơ và ghi ra đến câu 20 và chụp ảnh gửi Zalo cho cô. Zalo của cô là Nguyễn Thị Thảo đấy. Bạn vào đám bạn thấy tin nhắn cô gửi tới và bạn gửi riêng cho cô để cô xem bạn được mấy điểm nhá. Có ai không? Ai không thấy được nữa? Bạn có bạn nào không biết vào không? Có em nào vô được cô? Có vào được, em vào Zalo lại bài thí đi. Dạ dạ. Thầy Bạch vào được chưa em? Em nhập không được cô ạ. À. Em không vào được à? Dạ. Yeah. Ai vào được rồi? Ôi cô, nàng con thấy có nhận một lâu bài nặng là anh kêu là lồi gì đó cô. Lồi á? Em ăn xong, em làm xong rồi à? Dạ. Nói lồi gì em, nói trên màn hình của em là lồi gì? Em là nhà ở gỗ, em cứ lồi thì mà khỉ. Có nghĩa không cho em nấu bài á hả? Dạ. Em sẽ... Em được cố là em nấu bài rồi. Rồi thì nấu bài đi. Em ăn nó dạ, em... Có nấu bài sao nó nắng được không? Nó bài thì tí nữa thì sẽ cô sẽ là em được mấy điểm, có bảo điểm cho em không? 9,5. 9,5 à, quá giỏi rồi. À. Em đó, bạn thường thì tham được đâu, cả bạn đây, cả bạn xem thương minh. Đó, em làm là chẳng qua ở đâu không có. Được, em ghi kết quả vào trong ở đây. Thầy có thấy đây đấy, có thấy đây. Em thưa cô. Em thưa cô, em nộp bài rồi. Mày chỗ chuyện. Đấy, có điểm đấy. Bạn nói có đồ bài là có điểm đấy. Hải Thánh 6 điểm. Anh Đức 10 điểm. Vào đàn. X Anh 4 điểm. Bảo An 8 điểm. Thấy không? Con đang có thể đánh màn hình của cô. Dạ, có cô ạ. Có ạ. Anh Quân 4 điểm. Nhớ điểm của mình để hồi cuối buổi cô lấy. Nhưng mà nó lưu lại đấy. Nhưng để cô lấy điểm nhá. Đọc cho bạn có điểm này. Hải Thánh 6 điểm này. Anh Đức 10. X Anh 4. Bảo An 8. Anh Quân 4. Khiêm 4 điểm rưỡi. Hoài Anh 6 điểm rưỡi. Đức Bảo 4 điểm rưỡi. Thầy Bách 6 điểm đấy. Thầy Bách. Ừ. Làm thì nhanh. Chữ đúng không? Phương Nhi 9 điểm rưỡi giỏi. Điền Thái 7 điểm rưỡi. Anh Thơ 10 giỏi. Hóa 10. Văn Long 8 rưỡi. Anh Thư 4 rưỡi. Các bạn nữa đang thi giỏi. Đó, có mấy bạn giỏi đấy. Có mấy bạn này là có lẽ vội quá sao?
không làm lại được em ạ. À, mọi người chỉ được thi một lần, vì vậy là hôm nay có thể trải nghiệm, chúng ta chưa quen lắm đúng không, nhưng mà để rút kinh nghiệm cho những lần sau là mình đừng vội, mình phải đọc đây kỳ để làm bài. Các bạn làm được 90 đó nên là lần sau em cố gắng hơn. Thời gian của chó có được tỉnh rồi, nhặt bằng những cái bạn này làm có 4 phút. Nhỏ bậm nhánh quá. Ấy anh có tiếc không ấy anh? Có tiếc, mình 4 điểm có tiếc không? Hay lắm biết. Mới lắm rồi, mới lắm bàn rồi. Nhưng ai mà không vào thì được thì chúng ta nộp quá ra lỗi cho cô nhé. Chụp chụp bài kết quả rồi quá ra lỗi cho cô. Dạ. Rồi. Nội. Nội. Thì không cần đi, chúng ta tắt mic. Mai bảo, anh bảo ơi, tắt mic đi em. Khi nào cần thì chúng ta bật lên. Mẹ em ăn tổ ơi đã có. Cô Bảo Ngọc là cô không ná. Thì thôi là cô lấy điểm như vậy đây. Cô em nộp bài rồi cô ạ. À rồi em nộp bài thì nó có điểm nó hiện lên thôi. Các bạn khác đấy nó hiện tại nó mới chỉ được 15 người vào thí nhá, nhưng bạn không vào thí được là chúng ta phải nộp bài cho cô đấy ạ. Không là không có điểm đâu. Rất nhiều bạn chưa vào thí, không vào được cả các em. Bạn như nhiều bạn cắt tắt hết cám rồi, cắt cám hết cô đang học quán sản được rồi. Có em làm lại lần hai được 6 điểm. Ờ được à. Mọi người chỉ được thi một lần mà làm lại lần hai được. Em làm một lượt tránh giá lẩu mẹ mẹ một lượt cám lâu chúng cô mẹ bảo. À thế à. Nhiều bạn là tắt cám đấy nhá. Tắt không như tắt cám thì.
các bạn nói bạn mấy bạn nấu bài nhánh ngon và bạn bạn tập có bá phụ các bạn bảo an bá phụ Tuấn. Rồi, anh Tuấn 9 điểm. Ok, có 30 người đã nộp bài rồi. Rồi, điểm này của chúng ta này. Có bạn Mai Trang đang thi phải không? Có, em thi xong nó có. Ừ, rồi em đang lấy bảo đáng thi hả? Văn Minh, à Mai Trang, và Mai Trang đấy rồi. Ok, Mai Trang được 7 điểm rưỡi phải không? Rồi, ok. Văn Minh Ngân kết thúc cho em. Bây giờ chúng ta xem điểm của mình nhá. Bạn nhớ điểm của mình chưa? Được. Dạ rồi ạ. À. Hơn được cuối buổi. Dạ rồi. Đọc điểm để cô xem, à, cô ghi vào sổ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem bài chúng ta vừa làm. Em thử là nó bị sai ở đâu. Mà có, để ta xem chúng ta được bao nhiêu con bươi nào. Anh thơ, Hoàng thì anh thơ 10 này. Nguyễn thì Hoa 10. Hai con bươi rất tốt. 9 điểm rưỡi là có bạn Phương Nhi. 9 điểm là có anh Kiệt, Hà Nhi, anh Đức 10. Nói những bạn xuất sắc các bạn ạ. Anh Tuấn 9, Đình Phong 9 rưỡi. Và cùng bên cạnh đó là có một số bạn là cần vẫn sáng 9 rưỡi này. Là cần cố gắng này. Đấy, có bạn cần cố gắng là bạn Đức Bảo. Cần cố gắng. À, bây giờ chúng ta sẽ xem là bạn sáng như nào. Ích Anh, Khiêm, Đức Bảo đấy. Anh Khiêm này, anh Quân. Mai thì anh Thư. Đó là những bạn mà chúng ta cần phải kiểm tra lại xem thử là tại sao mình điểm thấp như vậy so với các bạn, đúng không? Để mình rút kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ xem để làm gặp kết quả của chúng ta nhé. Đấy, điểm trung bình của chúng ta rồi với bài thi này là có 6 điểm 98, các bạn đã có như 7 điểm, Minh Quân là chúng ta được 7 điểm. À, và số bàn đạt trên 5 điểm là chiếm tới 24 bàn. À, và chỉ có 10 bàn là bị thiếu. 10 một số bạn bị thiếu điểm. À, đấy, chúng ta nhìn thấy họ phân tích biểu điểm cho chúng ta đã. À, khá tốt. Đúng không? Bài. Bây giờ chúng ta sẽ xem bài làm của chúng ta như thế nào. Bây giờ giả sử cô lấy bài của bạn Đức Bảo nhá.
Đây, bạn Đức Bảo này. Bạn Đức Bảo mở mic lên có gặp tí nào. Đức Bảo ơi. Xem nào, Đức Bảo nào. Dạ. Mở mic như vậy để cô hỏi nhá. Thứ nhất này, cô 1, các em là chọn đáp án A đúng không? Em nhìn thấy trên màn hình cô xem không? Có. Có. Thế thì ở đây em đã đụng được 8 câu trên 20 câu. Thế thì cái câu thứ nhất này, cái dạng từ này bắt đầu là trừ gì vậy em? Hả? Đức Bảo. Câu 1 đây sao? À, chữ sơ là một nguyên nào mấy phụ âm? Phụ âm. À, phụ âm. Vậy phải điền màu từ gì? Vậy chúng ta phải cho đáp án nào? À. Đáp án A hay đáp án B? À. À là chữ gì? Ờ. Ở đâu? À là chữ ân chứ, B là chữ ơ mà. Thì ở đây nó là phụ âm sơ thì chúng ta phải điền màu từ ơ chứ. Là đáp án, còn kết quả là ân, B là đáp án và kết quả là ơ. Nhưng mà bạn Đức Bảo hiểu chưa thầy? Vì vậy đáp án đúng ở đấy phải là B. Và có nhắc các bạn khác chúng ta nhìn vào đấy luôn, nếu bạn nào sai đâu ra sửa nhá, à để biết nhá. Cô dạy bài của bạn Đức Bảo để chưa cho chúng ta luôn nè, để chúng ta biết mình sai ở đâu. Còn sau buổi buổi thì cô sẽ kiểm tra xem từ bạn sai như nào. Câu thứ hai này, câu thứ hai là bạn đã chọn được kết quả đúng, bởi vì nó cái danh từ này nó bắt đầu là nguyên âm u, chúng ta đọc là am. Umbrella. Vì vậy chúng ta chọn ân là đúng rồi ạ, rất tốt. Câu thứ ba cũng tương tự ạ. Câu thứ ba danh từ này là bot, nó bắt đầu là chữ bơ, vì vậy chúng ta điền màu từ ơ. Câu thứ tư, đây câu thứ tư, các bạn bạn chỉ bạn Đức Bảo có thể là nhìn nhầm đáp án à? Đấy, Đức Bảo tiếp tục là nhầm giống câu một rồi đấy. Cô mời bạn Hà Nhi nào. Hà Nhi, giải thích cho cô nó. Phải điên được mà thì cô ơi. Hà Nhi nào. Cơ, đừng trừ âm cơ. Nè. À, nè. Chị cơ, vì vậy là chúng ta sẽ điền màu từ gì? Ừ. À rồi, rất tốt. Tiếp, đấy là bạn Đức Bảo có lẽ là nhầm chữ ơ, chữ á, là nghĩ là bạn điền vào à? Ok, câu thứ năm này chúng ta có danh từ là assistant, bắt đầu là chữ A. Nguyên này là nguyên âm, cô nói nhanh hơn nhá. Rồi câu thứ sáu. Thứ sáu. Bạn Đức Bảo nó, Đức Bảo đã hiểu mình tại sao sai chứ nó. Hả? À, Đức Bảo. Đức Bảo ơi. Đã hiểu tại sao mình sai chưa? Thế này có bạn nào cố đọc được 4 điểm nữa đó nữa thầy? Này cố quên ghi ra này để kiểm tra bạn này. Bạn X Anh cô ạ. Đức Anh à? X Anh cô ạ. À, Minh Anh. Minh Anh đó. Bạn X Anh cô ạ. X anh nào.
Ý anh giải thích cho cô bộ nói thôi nó, à cô sáu nói thôi nó. Ý anh nó. Ý anh đâu rồi nè. Không lấy tiếng nữa nè. Bật tắt cả cám cả mic rồi nè. Ý anh. Có điểm gì mà cứ tắt cám mà không lấy tiếng nữa. Có đánh dấu vào là ngồi học không nghiêm túc nhá. Em không biết cô ạ. À, em không biết. Bây giờ em nhìn cho cô nào. Nhìn vào màn hình đi. Câu 6. Cái danh từ đó bắt đầu là chữ gì? Có là chữ O. À chữ O. Chữ O là nguyên âm hay phụ âm? Nguyên âm. Thế thì nguyên âm chúng ta sẽ điền vào từ gì? Từ ở. Nguyên âm là điền vào từ gì? Chính từ ấn. À, từ ấn. Từ ấn đứng trước nắm nguyên âm. Em có thể nhắc lại cho cô nắm nguyên âm nữa. Nắm nguyên âm đó là gì anh Ánh? Tôi có đó là chữ ai, chữ é, chữ ý, chữ ó và chữ ú. Thế thì đáp án ở cô sáu này là đáp án gì? Ăn bảy. Rồi, nên khi này làm mai là chưa hiểu lắm mà. Nó nhầm lần phải không? Bây giờ em mà muốn làm được là em phải đọc hai cái mà cô cho ghi đó thuộc nhá. Để lần sau học dùng. Chứ đã hiểu cô sáu cho là bán nào chưa? Ấy chánh. Dạ rồi cô ạ. Rồi, đáp án nào? Đáp án 7. Rồi, tiếp nhá. Câu thứ 7. Câu thứ 7. Bây giờ cô sẽ mời bạn giải thích cho cô danh từ chúng ta cần điền vào từ đó là danh từ gì. Mời bạn bảo án nó. Bảo án. Bảo án đâu rồi? Gọi ba lần mà không. Tôi có anh lấy cô chứ. Danh từ chúng ta đang điền vào từ đấy là danh từ gì? Danh từ bắt đầu là chữ gì? Bảo án. À. Dạ, chữ ổ. Cô bảy mà, cô bảy mà em. Em nhìn thấy cô bảy không? Bảy. Em có nhìn thấy cô đang chia sẻ trên màn hình không? Who can? Raise your hand. Cô nào? Bạn nói giải thích. Em được câu. Đinh Phong, please, can you? Cái từ danh từ chúng ta điền là bắt đầu là chữ gì vậy? Hà Phong. Mang kẻ mà. Ở đây nhá, ở đây chúng ta danh từ chúng ta điền vào từ đấy là chữ miu. Miu nó bắt đầu là chữ mơ, là một phụ âm, vì vậy chúng ta phải điền ở. Ở, đáp án đúng ở đấy sẽ là đáp án B. Đấy. Tương tự câu 8 thì bạn đã điền đúng rồi, bởi vì giờ từ chúng ta điền đấy là chữ interesting. Interesting. Vì vậy nó bắt đầu là nguyên âm y nên chúng ta điền ẩn. Very good. Câu 9. Rồi, câu 9 mời một bạn giải thích lại. Câu 9. Mời bạn Anh Đức giải thích lại cho cô câu 9 không?
có là bởi vì đọc ra là dịu nên là đúng được phù ấm. Excellent. Vì vậy chúng ta phải điền là màu từ ơ vào đọc. Câu thứ 10. Câu thứ 10 là bạn đúng rồi. Very good. Thì ở đây từ này ấm hơ là bị cấm. Nên chúng ta sẽ điền màu từ ân. Câu 11. Cô mời bạn hỏi đọc cái dài dư là chứa một lần lên tiếng rồi. Mái trí nào. Mai Chi. Dạ em thì có là điền đáp án 7. Vì sao vậy? Vì đựng trước nó là một phụ ấm. Ok, well done. Phụ ấm W, đó, watch, một chiếc đồng hồ đấy. Well done. Number 12 là câu 12 là bàn điền đúng rồi. And là một nguyên âm. Rồi câu 13. Mời bạn Hoài Anh please. Em thưa cô là bấy. Why? Có phụ ấm. Phụ ấm gì? F. A family. Well done. Thank you. Câu 14. 14 là mời bạn Anh Thơ. Anh Thơ. Em thưa cô, câu 14 là sĩ. Why? Bởi vì từ thứ nhất là có nguyên ấm, còn từ thứ hai là phụ ấm. Excellent. Nguyên âm y và phụ âm p, so we choose an and a. Excellent. Continue. Câu 15. Hâu ná please. Em thưa cô bởi. Why? Tại vì là nguyên ấm. Ok, well done. Câu 16. Mời bạn câu 16. Mời bạn Anh Quân. Giải thích ạ. Anh Quân. Cô em nói suy nghĩ. Em nói suy nghĩ à? Vậy thì em nhìn cho cô câu 16 nào. Cái danh từ chúng ta để điền màu từ vào đây là chữ gì đấy? Chữ gì? Chữ ẩn cô. À ẩn, vì sao lại chết chữ ẩn ở đây? Thì cái từ này đọc như thế nào vậy? Anh Quân này. Ow. Là nó là một nguyên âm. Còn ở bên này là hard, là một phụ âm. Vì vậy chúng ta điền ơ, ân. Thank you, anh Quân. Câu 17. Câu 17. Hải Thanh. Hải Thanh nào, giải thích cho cô nào. Em có là câu 17 là có nguyên ấm nên là phải chọn phương bản bí. Well done. Câu 18. Câu 18. Mời bạn Anh Kiệt nào. Anh Kiệt. Em thử có là chọn cu bể. Why? Vì phù ẩm bị.
Excellent. Thank you. I saw a boy on the street last night. Number câu 19. Ở đây thì bạn đã chọn đúng rồi. Who can explain? Giải thích nào. Chọn đúng như giải thích cho cô xem nào. Mai Chi. Mai Chi giải thích nào. Dạ em từ cô là cái từ ống mi phó là đựng ống mi phó là đựng trước một quế nấm. Uniform. Uniform, not omniform nào. Em nhầm lại đi ạ. Uniform. Uniform. Là một phụ ấm ziu, vì vậy phải dùng màu từ ơ. Uniform. Thank you. And the last là chúng ta có elephant. 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 Vì vậy đó là nguyên âm e. Chúng ta dùng màu từ ân. Đó là bài tập về dùng vào từ ơ ân, cố lấy của bạn Đức Bảo để chữa lại cho chúng ta xem. Và chúng ta nhớ điểm của mình để cuối đợt chúng ta đọc cho cô nhé. Đó là cách dùng ơ ân trước danh từ số ít. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo, đó là danh từ số nhiều. Thế thì danh từ số nhiều đó là plural nouns. Ta tiếp tục nhé. Plural noun, danh từ số nhiều là dùng để gọi tên từ hai người, hai vật, hai khái niệm trở lên. Có nghĩa là hơn hai. Hai và hơn hai thì gọi là số nhiều. Và danh từ số nhiều này được thành lập trên cơ sở của danh từ số ít. Mà khi dùng danh từ số nhiều rồi thì chúng ta không được dùng ơ và ân trước nó nữa. Mà chúng ta sẽ thêm s vào hoặc es vào sau danh từ số nhiều, số ít để thành lập danh từ số nhiều. Thế thì các em ghi cho cô này. Plural noun, danh từ số nhiều. Sau xuống dòng ghi này. Chúng ta không sử dụng ơ ân trước danh từ số nhiều. Ghi vào đi ạ. Chúng ta không dùng ơ ân trước danh từ số nhiều. Rất nhiều bạn tắt mic, tắt cam đấy. Cô thấy mấy bạn vẫn sáng hoài ảnh ghi chủ rất là cụ thể. Cô đọc lại nhá. Danh từ số nhiều. Chúng ta không sử dụng ơ ân trước danh từ số nhiều. Chấm. Anh Kiệt ơi, hãy ngồi ghi bài đi em. Ghi bài đi. Dạ, em thử có là cái máy bị tập. À, được hả? Em ghi bài đi. Danh từ số nhiều. Từ danh từ số ít được thành lập từ danh từ số ít. Ê tìm ơi, em đưa cổ là cổ đọc lại em chưa nghe. Con sáng tắt mic đi. Em thưa cô là cô đọc lại chứ em chưa nghe. Sẽ đọc lại rồi bình tĩnh đi. Cô đọc lại này. Danh từ số nhiều được thành lập từ danh từ số ít. Ở trên trên nó học ý đấy, từ cơ sở đấy, trên cơ sở bị lồi. Từ danh từ số ít được thành lập từ danh từ số ít. Được thành lập từ danh từ số ít bằng cách thêm, bằng cách thêm
bằng cách thêm s hoặc es. S hoặc es. Có nghĩa là đứng trên cô chiếu đến màn hình đấy. Vào sau. Cách thêm s hoặc es vào sau. Bạn Long ghi được chưa? Ờ, ok. Đấy, rất nhiều người thì xong rồi đúng không? Thêm s hoặc es vào sau thì thích thêm như thế nào này? Quy tắc thứ nhất đó là chúng ta sẽ có 6 cái cách thêm s, cách chuyển đấy, từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều. 6 cách, 6 quy tắc đấy. Có 6 quy tắc, bằng đi có 6 quy tắc. Có 6 quy tắc. Anh Quân ơi, ghi bài đi em. Anh Quân ghi bài đi. Có 6 quy tắc. Quy tắc thứ nhất này, đó là thông thường cứ việc thêm s. Thông thường cứ việc thêm s. Example: a pen, pens. A sitter, sitters. A cousin, cousins. Cứ việc thêm s vào thì chúng ta chỉ cần ghi cái cách thêm đấy ạ. Còn ví dụ thì ai ghi kịp thì chúng ta ghi, con không chúng ta nhìn lên màn hình chúng ta đọc khéo ạ. A pen, pens. A sitter, sitters. A cousin, cousins. Khi thêm s vào thì chúng ta sẽ có cách phản âm nó khác đi. A pen, pens. Âm cuối của nó là âm à, âm này âm r. Sitters, nhưng mà sitters. À. A cousin, cousins. Đó là quy tắc thứ nhất, là thông thường cứ thêm s vào sau danh từ số ít. Còn ví dụ chúng ta quan sát ạ. Và quy tắc thứ hai, quy tắc thứ nhất rồi á, ok. Tiếp này. Quy tắc thứ hai, đó là nếu những cái danh từ kết thúc là đuôi s, x, z, ch, o, sh thì chúng ta sẽ phải thêm es. À, nếu danh từ kết thúc là đuôi, bạn nhìn lên màn hình ạ. S, x, z, ch, o, sh thì ta phải thêm es. Thì chúng ta thường nói trong câu này, sáng xuân vui chữ không buồn. À, sáng xuân vui chữ không buồn. À, hoặc là chữ không sâu đấy. Sáng xuân vui chữ không sâu. Hoặc là chúng ta có thể ghép trong văn là ống sáu chạy xe ẹt hạt xin xò. Để khi thấy cái đuôi của danh từ là gồm có ống sáu chạy xe ẹt hạt xin xò. Hoặc là sáng xuân vui chữ không buồn là điền ẹt. Là quy tắc thứ hai. Quy tắc thứ hai, nhớ là những cái danh từ có đuôi là s, x, z, ch, o, sh. Example: a bus, buses. A watch, watches. A tomato, tomatoes. A glass, glasses. Thì cô đọc các bạn nếu vừa ghi vừa nhầm đọc theo. A bus, buses. A watch, watches. A tomato, tomatoes. A glass, glasses.
Thế thì cái danh từ số nhiều đây này, khi thêm en vào là chúng ta phải đọc âm this. Buses. Buses. À. Rồi. Có một số bạn nói hết giờ rồi đúng không? Chúng ta chịu khó một tí. Vì cái này chúng ta mới cái chỗ làm bài đó là mất hơi nhiều thời gian. Mình cho cô sẽ truyền tải hết cái quy tắc bằng thêm cách thành lập danh từ số nhiều để chúng ta vận dụng vào bài làm của mình. Nhá. Bạn chịu khó một tí. Gần xong rồi. Bây giờ mời một bạn đọc cho cô cái nó. Bạn không đọc cho cô mấy từ này. Hãy đọc được nó. Raise your hand. Đọc cho cả lớp nghe nó. Khánh Nguyên, please, can you? Your teacher. A bus. A bus. A grass. A tomato. A glass. Well done. Em đọc sáng nhanh từ số nhiều nó. Dạ em chưa biết quá. À đọc danh từ số nhiều khi mà nó kết thúc bằng es á thì thường được phát âm là âm this. Thì cái này cụ thể như thế nào thì buổi học tiếp theo chúng ta sẽ học cách để phát âm với danh từ số nhiều nhá. Passes, watches, tomatoes, glasses. Đấy. Đó là quy tắc thứ hai. Đối với những danh từ kết thúc là s, x, z, ch và sh chúng ta sẽ thêm es. Và quy tắc thứ ba. Nhưng mà cũng có ngoài lề đấy, nó cũng có ngoài lề, có những từ kết thúc là âm o nhưng mà nó chỉ thêm s. Ví dụ như có hai nguyên âm i o thì chỉ việc thêm s thôi, còn chỉ một nguyên âm đến một phụ âm thì mới thêm s. À, đấy là ngoài lề thì cô giải thích tiếp thôi ạ. Quy tắc thứ ba này đó là nếu mà phụ âm danh từ kết thúc là một phụ âm và Y dài đứng sau một phụ âm thì chúng ta phải đổi y dài này thành y ngắn rồi mới được thêm es. Nhưng mà nếu trước y dài là một nguyên âm thì chúng ta cứ để vậy và thêm es. À, trước y dài là phụ âm thì chúng ta đổi y dài thành y ngắn thêm es. Còn trước y dài là nguyên âm thì chúng ta để vậy để thêm es. Example: a family. Families, a city, city. Đấy. Đó là quy tắc thứ ba. Kết thúc là y dài, trước y dài là phụ âm thì đổi y dài thành y ngắn thêm s. Còn nếu trước nó là nguyên âm thì để thế và thêm s. Quy tắc thứ tư, nếu danh từ kết thúc là ever hoặc ever thì chúng ta sẽ đổi thành ver và thêm s. Nếu nó kết thúc là ever hoặc ever thì đổi thành ever và thêm es. Example: a knife, knives. A shelf, shelves, shelves. Knives. Âm z. Knives, shelves. Đấy, cô thấy bạn Mai Trang là tập bắt chước theo cách phát âm đấy, rất tốt. A knife. Thế thì nó kết thúc bằng ever e hoặc ever thì chúng ta đổi thành ver và thêm es. Đó là quy tắc thứ tư. Quy tắc thứ năm, và tất nhiên cũng có từ ngoài lề, đó là mấy cái từ này thì có giới thiệu thế ạ, không cần ghi, bạn nhìn quá để cho biết thế ạ. Cũng có những cái từ mà kết thúc bằng ever nhưng mà nó chỉ việc thêm es thôi, ví dụ như rope, wolf, cliff, reef, broke, believe là nó chỉ việc thêm s thôi. Và có những cái từ là vừa có thể thêm s vừa có thể đổi thành ver. Thì đó là ngoài lề giới thiệu thêm cho các bạn. Hôm bữa sau các bạn gặp các bạn nói rằng mà vừa đó cô bay là ever thì đổi ver. Nhưng mà ở trong này là ngoài lề nhá. Đó là quy tắc thứ tư. Bây giờ quy tắc thứ năm. Đó là một số danh từ khi sang số nhiều thì vẫn giữ nguyên. Bạn nghĩ ạ, mấy cái từ này chúng ta học hôm trước, đó là a sheep, sheep, a fish, fish, a deer, deer, là nó không đổi ạ, nó cứ giữ nguyên như vậy. A sheep, sheep, a fish, fish, a deer, deer, nó nhỏ giữ nguyên không đổi. Đó.
Rồi và cuối cùng là bất quy tắc. Thì bất quy tắc đã ghi bên phân số nặng xong chưa các bạn? Rồi chưa cô ạ. Chưa chưa cô. Cố gắng một tí nhá. A sheep, sheep. A fish, fish. A deer, deer. Đó là quy tắc thứ 5. Khóa 4 ạ. Bây giờ sang quy tắc thứ 6. Thì bạn nhớ đến buổi học lúc trước cô mở đã dạy bạn một số cái danh từ số ít. Bây giờ sang danh từ số nhiều là nó sẽ thay đổi không theo 4 quy tắc trên. Không theo 5 quy tắc trên. Bây giờ bạn nhìn vào bảng danh từ bất quy tắc. Đấy ạ. Đây là danh từ bất quy tắc. Đây là những từ vựng mà chúng ta được học ở buổi học trước. Thì những cái từ này các bạn đã thuộc rồi, các bạn phát âm ghi video rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ghi sang dạng số nhiều của nó. Bạn ghi sang dạng số nhiều của nó. Sau đó chúng ta sẽ học thuộc ạ. Học thuộc và vận dụng vào bài tập. Bạn ghi đi ạ, ghi xong rồi thì chúng ta sẽ củng cố lại và kết thúc buổi học. Chào các bạn nghỉ nhá, bạn ghi đi chúng ta đọc. Bạn vừa ghi vừa nhẩm đọc theo. A man, man. A man, man. A woman, women, women. A chai, a tooth, a foot, a mouth, a root, a person. Bạn nào mà giỏi hay xíu rồi. Ghi bài xong chưa? À, cả bạn. Thích anh kia. Chưa. Ghi bài đi. Cô đọc nhá, các bạn không được mở mic, bạn chỉ nhầm đọc theo thế ạ. À? Để cho các bạn khác họ đọc, còn các bạn vừa đọc vừa ghi. A child, children, a tooth, teeth, a foot, feet, a mouse, mic, a goose, geese. A nurse, ocean, ocean, a person, pupil, a person, pupil, ocean, beast, mice, feet, teeth, children, women, man, man. Men, women, children, teeth, feet, mind, gist, ocean, ocean, pupil. Ôi, bạn chị đài là bạn ích nhí phải không? Ích nhí, ích anh. Ích anh đọc cho cờ lượt nghe nào. Chị đài nói xong rồi phải không? Ít anh đâu? Đó, phải nói cái này xong rồi tránh học mà dưỡng dậy đâu nè. Run sáng please. Anh ghi sóng trước, đọc cho cả lượt nghe nó. Rồi cô. Rồi anh sáng đọc nào. Đọc bên cái bên đây không cô? À, đọc đẹp tên số nhiều đi. Man, woman, children, tooth, fruit. Để đọc được. Bây giờ đọc thì nghe cô đọc này. Men, women, children, teeth, feet, mic, gist, option, pupil.
Rồi em đọc lại cho nó. Men. Woman. Women. Children. This. Feet. My. This. Ocean. People. Excellent. Nhầm đọc đi ạ. Trong lớp bạn đang đọc bên nhầm ấy, các bạn nhầm nhá, nhầm và học thuộc ạ. Phương Nhi, can you? Women, children, teeth, pits, mice, geese, ocean, people. Well done. Rất tuyệt vời. À, Phương Nhi. Another. Anh Tuấn, please. Men. Women. Men. Children. Not men. Children, teeth, feet, mice. This. Awesome. People. Excellent. Another. Các bạn tiếp tục ghi và nhập đọc theo đi ạ. Đức Bảo, please. Em tự cố. Amen. Amen. A woman. A children. A tooth, a tooth, a pot, a pet, a mouth, wolves, a wolf, an art, ocean. A person. People. Bây giờ nhá, bạn Đức Bảo là đã rất cố gắng. Nhưng mà Đức Bảo xem này, ngay từ đâu chúng ta học tránh từ số nhiều, cô đã nói là không được sử dụng ơ ân trước danh từ số nhiều. Mà em lại thêm ơ vào để em đọc, đó là nó bị sai. Không được chung ơ ân trước danh từ số nhiều. Và từ này ta đọc này, a man, men bình thường, men, women, a child, children, từ này nè. Các bạn cố gắng nhầm thì cố và không các bạn đọc thì bạn khác là cố gắng đọc to để cho nhớ. This, feet, mike, this, option, people. Okay. Bắt mình đi để nhầm đọc và cố coi á. Nên là bây giờ chúng ta cùng đọc theo nhá. Bắt mình đi đọc to theo một lần nữa. Rồi chúng ta học thuộc. Men. Bắt mình đi ạ. Women. Children, teeth, feet, mike, geese, ocean, people. Đọc dưới lên nhá. People, ocean, geese, mike, feet, teeth, children, women, men. Đó. Thế thì chúng ta có 6 quy tắc để thành lập danh từ số nhiều từ danh từ số ít, và có 9 từ bất quy tắc mà không theo cái quy luật. Vì vậy chúng ta phải học thuộc lòng. Thì 9 cái từ này danh từ số ít đã được cô mở giáo cho các em học thuộc ở buổi học trước. Thì buổi học này các em học thuộc cho cô 9 cái từ mà được viết bất quy tắc. Được viết bất quy tắc. Từ một người đàn ông sang nhiều người đàn ông thì thành như nào? Và chúng ta viết thuộc ạ. Viết thuộc. Và làm bài tập của cho cô. Bài tập đây cô sẽ chụp và gửi trên Zalo. Các em sẽ xem và làm
rồi gửi vào chụp kết quả và gửi vào Zalo cá nhân cho cô hoặc cho cô Mơ để chúng ta sẽ luyện. Cái này thì cô sẽ yêu cầu làm ở nhà và các em sẽ vào live workshop. Đấy ạ, cô sẽ gửi cái đường link này vào Zalo của nhóm lớp. Chúng ta sẽ vào đấy và đăng nhập làm như chẳng ai cho ta cái này. Và các em nhớ điểm của mình để hôm sau cô lấy điểm nhá. Thế thì buổi học hôm nay chúng ta học về danh từ số ít, cách dùng ơ ân, và danh từ số nhiều, cách thành lập danh từ số nhiều. Thì các em nhớ nhiệm vụ cô giao và làm bài tập. Bây giờ trước khi kết thúc chúng ta sẽ lấy điểm về Azita là chúng ta vừa làm. Rồi chúng ta sẽ nghỉ nhá. Bây giờ cô sẽ lấy điểm. Rồi em nhớ điểm của mình khi này thôi phải không ạ? Rồi, bạn thể bánh nhỉ? Con được rồi, con được 6 điểm. 6, ok. Khánh Băng không tham gia, đúng không? Đức Bảo. Đức Bảo mấy em? Nhánh à, nhánh để chúng ta nghỉ ạ. Rồi, đã rồi, à bộ, ok. Đức Đinh Phong. 9 về nằm ạ. Anh Tuấn. 9 cơ. Văn Minh. 5 cơ. An Bảo An. 8 điểm cơ ạ. Nguyễn Hương. 10 điểm cơ ạ. Very good. Văn Trang. 9,5 cô ạ. Excellent. Trần Trang. Nhánh nhà thầy tên Minh Trần là mở mịch ra đọc dân nhỉ? Không chầm nhớ cậu bạn nghỉ đấy. Cô em nhớ Trần Trang là 4,5 cô ạ. Trần Trang soạn ra đây ạ. À. Quỳnh Chi. Nhà em 7,5 cô ạ. Rồi ai đến tên nhìn thầy đến màn hình lên nhờ bờ nhảy nhờ Văn An. Không có. Em 8,5. Đức Anh. Anh Đức. Anh Đức. Em mà có em được 10 đây đúng không ạ? Very good. Anh Bảo. Đấy. Anh Minh. Nhìn tên trên lên để mà đọc tên sẵn đi ạ. À. Anh Minh. Đâu rồi, thoát ra rồi, không nè. Bài. Anh Quân. Giờ có 4 điểm ạ. Mai Chi. Giờ có 4,5 quá ạ. Tên trên nhé, toàn thả tên trên để đọc cho nhanh ạ. Khánh Huyền. Em 5,5 quá ạ. Việt Hải. Em ơi cô, em được 7,25. 7,25 á? Dạ. Còn nó có chia lẻ à? Mai Anh Thư, Mai Anh Thư. Em được cô, em được 6. Mai Trang. Em được cô, em được 7,5. Ngọc Anh. Em được lượt. Em được cô, là em được 6. Anh Kiệt. Em thử có là em được 9. Very good. Mai Anh. Em thử có là em được 6,5. X Anh. Đúng không? Ừ. Hải Thanh. Em được 6 ạ. Phương Nhi. Em thử có em được 9,5. Văn Long. Hà Nhi. Em được 9 điểm cô ạ. Anh Thơ. Em được cô là 10. Very good. Thank you so much.
Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều tối hôm nay đã tích cực hợp tác với cô. Vì vậy là buổi học có thể là một số bạn là có thể cố đi hơi nhanh, không? Cũng chưa nặng được bài cụ thể lắm. Vì vậy chúng ta sẽ xem lại bài nhé. Và nhớ thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô đã giao và chúng ta nhớ lên nhóm Zalo để lấy bài tập và làm bài tập trước buổi học tiếp theo. Thank you so much. Time off. So goodbye. See you again. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye.